Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Các em thân mến, tiếp nối chương trình tiếng Việt lớp 3 hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mới có tên là nghệ sĩ tí hon. Theo các em, nghệ sĩ là gì? Si. Nghệ sĩ là người chuyên hoạt động, sáng tác hoặc biểu diễn một bộ môn nghệ thuật nào đó. Với tên chủ đề này, chúng mình có nhiều cách hiểu. Nghệ sĩ tí hơn là những bạn nhỏ có tài năng trong một lĩnh vực nghệ thuật nào đó chẳng hạn. Trong chủ đề này, bước đầu các em sẽ cảm nhận được giá trị tinh thần mà các môn nghệ thuật mang lại cho cuộc sống, khơi gợi cảm xúc tích cực với các môn nghệ thuật với những nghệ nhân nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và trong cuộc sống từ đó các em ý thức hơn về việc học và tìm hiểu các môn nghệ thuật trân trọng và sử dụng có hiệu quả các sản phẩm nghệ thuật làm phong phú cho đời sống tinh thần của bản thân hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học đầu tiên tuy nhiên trước khi đến với bài học chúng ta sẽ cùng nhau khởi động nhé nhiệm vụ của các bạn trong phần khởi động đó là chia sẻ với bạn về một bài hát em thích theo gợi ý tên bài hát là gì tác giả là ai lời của bài hát thế nào hoặc bất cứ một nội dung nào mà các bạn ấn tượng bởi bài hát ấy sau đây chúng mình cùng quan sát vào phần chia sẻ của một bạn nhỏ để học tập và rút kinh nghiệm cho phần chia sẻ của mình nhé tớ thích nhất là bài hát ba Bà ngọn nến lung linh của tác giả ngọc lễ bài hát là lời của các thành viên trong gia đình hạnh phúc mỗi thành viên là một ngọn nến lung linh thắp sáng lên mái ấm bài hát với những ca từ tươi vui nhưng cũng rất giàu cảm xúc về tình yêu thương trong gia đình mỗi khi nghe bài hát này tớ đều nghĩ về ngôi nhà nơi có ba mẹ của mình Tương tự như phần hướng dẫn trên, các bạn cũng hãy tự nói về một bài hát nào đó mà mình yêu thích nhé. Có thể nói, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Âm nhạc không chỉ giúp chúng ta giải trí mà nó còn thể hiện được những suy nghĩ, tình cảm và đôi lúc giúp ta có phương tiện để có thể diễn tả những cảm xúc của bản thân. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ tìm hiểu về một nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc nổi tiếng thế giới. Bài đọc có tên Từ bản nhạc bị đánh rơi. Từ bản nhạc bị đánh rơi, bài đọc là một mẫu chuyện kể về thời thơ ấu của Mô Gia, nhà soạn nhạc người áo. Mô Gia sáng tác những khúc nhạc đầu tiên khi mới 4 đến 5 tuổi. Sau này, ông trở thành một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng quan trọng tới nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao của nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc sao hưởng, nhạc tôn sáo, opera và đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều buổi hòa nhạc. Phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay của chúng mình đó là khám phá và luyện tập Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đọc các bạn nhé. Với bài đọc này, các bạn chú ý giọng người dẫn chuyện thông thả, vui tươi, giọng cha đầm ấm, thể hiện tình yêu và niềm tự hào, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ hoạt động, cảm xúc, suy nghĩ của Mô Gia, Leopold bon và ông chủ rạp hát. Chú ý vào vị trí của dấu chấm, dấu phẩy, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ở một số câu dài. Lưu ý cách đọc một vài từ khó như là Leopold, Moya hay là Tắm tắt. Bây giờ, chúng mình có thể dừng video lại ít phút để tập đọc và bài đọc này nhé. Bây giờ, chúng mình hãy cùng đọc với cô nào bài đọc từ bản nhạc bị đánh rơi một hôm trước khi đi làm ông leopold đưa cho Moja bản nhạc ông viết tặng con gái chủ rạp hát nhân dịp sinh nhật ông bảo con trai đến nhà trao bản nhạc cho ông chủ rạp hát lúc qua cầu vì mãi ngắm cảnh Moja đánh rơi bản nhạc xuống sông Cầu buồn bã quay về ngồi vào đàn và nảy ra sáng kiến viết một bản nhạc mới thay cho bản nhạc đã đánh rơi hôm sau ông leopold tới nhà ông chủ sạp hát ông ta rối rít cảm ơn và bảo con gái đàn cho leopold nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên ông phát hiện đấy không phải là bản nhạc mình viết những người nghe đàn đều tấm tắt khen bản nhạc trong sáng rất đáng yêu về tới nhà nghe mô gia kể lại ông xoa đầu con và nói con đã viết được bản nhạc rất hay cha tin sau này con sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn bảy giờ mô gia mới sáu tuổi sau đấy không lâu mô gia trở thành nhạc sĩ nổi tiếng khắp thế giới theo lê anh tuấn bùi anh tú trong bài đọc này, các bạn chú ý giúp cô về tên gọi Mô Gia. Mô Gia sinh năm 1756, mất năm 1791, là nhà soạn nhạc người áo nổi tiếng thế giới. Sau khi đọc bài đọc, các bạn đều thấy bài đọc của chúng mình được chia ra làm 4 phần và được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Phần thứ nhất, từ một hôm trước khi đi làm cho đến ông chủ rạp hát phần thứ hai từ lúc qua cầu cho đến bản nhạc đã đánh rơi phần thứ ba từ hôm sau ông leopold cho đến rất đáng yêu và phần thứ tư cũng là phần cuối cùng từ về đến nhà cho đến nổi tiếng khắp thế giới theo em nội dung của từng phần là gì các em ạ à, thông qua việc đọc hiểu chúng mình có thể khái quát lên nội dung của từng phần như sau phần thứ nhất là bản nhạc của người cha phần thứ hai là nguyên nhân mua da sáng tác bản nhạc mới phần thứ ba là bản nhạc của mua da được trình diễn và phần thứ tư là sự tin tưởng của cha dành cho tài năng của mua da bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các phần kết hợp với các câu hỏi có ở sách giáo khoa để tìm hiểu bài học này các bạn nhé. Phần thứ nhất, bản nhạc của người cha. Ông Leopold là người cha của Gia. một ngày nọ, ông tự mình viết một bản nhạc, bài hát được hoàn thiện và ông đã đưa bản nhạc đó cho con trai của mình. Vậy ông đưa bản nhạc cho gia để làm gì? Đúng rồi, ông bảo mua gia mang bản nhạc đến nhà và trao cho ông chủ rạp hát. Đây là món quà mà ông tặng cho con gái của chủ rạp hát nhân dịp sinh nhật của cô bé. Bản nhạc ấy sẽ được thể hiện trong bữa tiệc sinh nhật. Vậy bản nhạc ấy có tới được tay của ông chủ rạp hát không? Cùng tìm hiểu ở phần 2 nhé! Nguyên nhân mua gia sáng tác bản nhạc mới Theo lời cha, mô gia mang bản nhạc sang nhà ông chủ rạp hát tuy nhiên sau đó cậu đã buồn bã trở về và nảy ra sáng kiến sẽ viết một bản nhạc mới vậy do đâu mô gia nảy ra sáng kiến sẽ viết một bản nhạc mới thay cho bản nhạc của cha trên đường sang nhà ông chủ rạp hát lúc đi qua cầu do mải mê ngắm cảnh mô gia đánh rơi bản nhạc xuống sông vì thế mà cậu phải viết một bản nhạc khác để tặng cho cô bé. Bản nhạc ấy thế nào? Chúng mình cùng đến với phần bà nhé. Trong ngày sinh nhật của con gái ông chủ sạp hát, bản nhạc mà mô gia sáng tác được cô bé đàn. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ông Leo Bôn biết đây không phải là bản nhạc của mình. Những người nghe đàn có mặt ở đó đều khen bản nhạc của mô gia hãy tìm những từ ngữ được dùng để khen bản nhạc của cậu ấy nào như vậy trong đoạn thứ ba này chúng mình có các từ ngữ được dùng để khen bản nhạc của mozart đó là trong sáng và đáng yêu vậy phản ứng của người cha ra sao chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần thứ tư sự tin tưởng của cha dành cho tài năng của mozart khi nghe được bản nhạc không phải của mình, ông Leopold cũng vô cùng ngạc nhiên. Về đến nhà, ông hỏi con trai. Sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, ông đã tin rằng con trai của mình sẽ trở thành một nhạc sĩ tài ba. Vì sao cha của Mô gia tin rằng sau này con mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn? Ông Leopold đã nói với con trai: "Con đã viết được bản nhạc rất hay." cha tin sau này con sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn. Như vậy, ông nhìn thấy được tài năng của con trai và tin tưởng vào tài năng của cậu bé, mặc dù lúc ấy Mô Gia chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi. Và đúng như vậy, chỉ không lâu sau, Mô Gia trở thành nhạc sĩ nổi tiếng khắp thế giới. Ai ai cũng biết đến với những bản nhạc bất hủ của ông. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đến với nội dung bài đọc sau khi đọc và tìm hiểu, các bạn hãy thử chọn tên phù hợp để đặt cho câu chuyện và nêu lý do em chọn nhé. Sau đây cô có một vài gợi ý như: Bản nhạc thay thế, Bản nhạc nổi tiếng, Thời thơ ấu của Mô Gia Sáng kiến của Mô Gia Hãy thử lựa chọn một cái tên và nêu lý do nhé. Ví dụ, ở đây cô lựa chọn cái tên Sáng kiến của Mô Gia bởi vì bản nhạc này là sáng kiến, là ý tưởng do già suy nghĩ và viết ra. Các em ạ, à, sau khi đọc và tìm hiểu, các bạn hãy lưu ý giúp cô nội dung chính của bài đọc như sau. Bản nhạc đầu tiên trong sáng của nghệ sĩ thiên tài Gia có hoàn cảnh ra đời thật đặc biệt. Đây là nội dung chính của bài đọc từ bản nhạc bị đánh rơi. Các em thân mến, như vậy trong video ngày hôm nay, các bạn đã tìm hiểu thật kỹ về thiên tài Mozart, về bản nhạc đầu tiên của ông. Hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn thật nhiều kiến thức thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhé.